Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Cuộc Sống Huế. Thì bây giờ mình đi quay cái tuyến đường ngày hôm qua vừa mới đang xây, chưa đang xây này. Hiện tại nó xây thở đây đây này. Lên trên xe. Nhìn bộ lợn luôn. Tục được quay thôi. Bây giờ thì lên quay cái xe cát, xe đá đổ cát. Quay. Biết mua. Không, cái này mình mua cái từ người cho một người. Dạ. Đây để em gắng phủ tay.
được rồi được ạ. Thank you.